Đổ Việt Nam, vi phong, phở gà vi phong, phở gà vi phong, phở bò. Chào 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 chào. Mô thật chứ gì thì ô chào cho tao chào hello alo làm ơi lấy cho cái bịch thịt bò này đúng không? Cho cái thịt bò này. Cho cái bít thịt bò này. Cái một cây thịt bò đó đó. Cái cây. Thịt bò. Nó là cái thứ hai nè. Chào. Đi chợ. Ô, nó phải chuồn. Đây chứ. Một cái thịt bò. Chào mọi người. Đi mua thịt, thịt bò nó bán, nó bán nhiều lắm, nó bán đó, xương bò, bán đồ Việt Nam nhiều lắm, đồ Mỹ nè, miếng gà. Hello, chào mọi người nha. Lâu ngày quá không có đi gặp mọi người. Hello. Hello, chào anh. Hello. Không nghe được gì anh. Hello. Không nói gì hết. Không nghe không nói gì hết à. Ôi trời ơi, hôm nay đi chợ lâu lắm rồi mới lên live đi nói dốc với mấy người. Mấy người khỏe không? Đi mua bú mua bí. À, bầu về. Đó. Bầu ơi, bầu ơi, bầu ơi, hành lá nè, đó, nè, bó như đây nè, 69 cent, là 70 cent là 14.000 bó đặt, hai bó này là, hai bó hành này là nó bán 30.000, Việt Nam mình là 30.000. Bó đầu năm này nó bán nhiêu đây? Bó này là hơn đồng, khoảng chừng là hai mấy ngàn tiền Việt Nam. Rau này bán mắc như quỷ. Hello Quốc Việt. Hồi nãy giờ có mấy người bị học máu à. Quốc Việt.
Hồi nãy giờ có mấy thằng bị hồng máu không vậy? Mấy thằng già. Sao mặc áo vô đồ luôn. Đi vô chợ Việt Nam đụ mấy thằng già hồng máu đó nè. Ô, mua sữa. Có sữa ông Thọ nè. Sữa ông Thọ Việt Nam mắc bó mẹ. Ba đồng. Đúng có đồ Việt Nam, giờ đồ Việt Nam không mới tiếc. Miếng gà nè, gạo Việt Nam xuất khẩu qua nữa, đồ Việt Nam nhiều lắm. Nãy giờ có mấy thằng học máu à? Gì một tuần lâu dài này mới đi tức lâu lắm rồi. Ajinomoto. Yeah, hình như làm ngon. Ô, bánh bía ở đằng sau, bánh bía bánh. Đúng rồi, họ bánh bía mình bán 10 màu đồng một bịch, một 10 màu đồng bánh bía Việt Nam mình, bánh bía Sài Gòn. Bía Sài Gòn cao su Việt Nam đủ tập cao su cho mình 2 cái lên đầu mày uống gì. Tập cao su cho mình 2 cái đủ này có bán nước lá Việt Nam nè, nước lá này không biết nhiêu cá nè, đủ nước lá nè. Mày cho mày nãy chú xanh này uống gì, uống gì mình cho mà nó cứ xanh với lại ba cây nhang. Bây giờ mình nhiều chuyện đó mày, cho mình nói chú vậy cũng gì. Luôn luôn bắn đủ thứ mấy cái đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.